Báo chí thế giới tuần qua đã dành nhiều bài để phân tích về những thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19. Pháp là một trong những nước có rất nhiều những bài báo đáng lưu ý. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh gửi điểm báo tại đây. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong tuần vừa rồi, bên cạnh những bài báo nói về các giải pháp kinh tế trong thời hậu Covid, thì có rất nhiều những bài báo của Pháp đã đặt vấn đề về Việt Nam làm thế nào để cho đến giờ phút này có thể kiểm soát được dịch Covid và đặc biệt là không có tổn thương nào, không có một người chết nào. Tờ Người Quan Sát đã dành vị trí trung tâm cho một bài báo có cái tựa đề khá khiêu khích: Coronavirus, làm thế nào để Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, lại thành công hơn nhiều so với Pháp? Bài báo đi vào phân tích những biện pháp phòng và tránh dịch của Việt Nam đã áp dụng, so sánh giữa khẩu hiệu ở nhà là yêu nước của Việt Nam với hãy ở nhà của Pháp và đi đến kết luận đây là một chiến lược giá thành thấp mà hiệu quả. Tờ Le Figaro thì đặt ra câu hỏi Việt Nam làm thế nào để tránh sự lây lan của coronavirus khi mà ở ngay cạnh Trung Quốc và còn là một nước mà nguồn tài chính dành cho phòng dịch hạn hẹp. Tờ báo đã trích lời ông Kỳ Đông Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho rằng chính phủ Việt Nam đã kịp thời ý thức được việc phải kiên quyết áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm khắc và đây là một phương pháp đúng. Tờ báo cũng cho rằng với những thành công này, Việt Nam trở thành một ví dụ trong cuộc chiến chống lại coronavirus, bao gồm cả cho các nước phương Tây. Tờ La Dépêche mở đầu cho bài báo bằng việc nhắc đến vị trí địa lý của Việt Nam, nằm ngay cạnh Trung Quốc nhưng không có trường hợp tử vong nào. Các biện pháp kiểm soát về hành trình người nhiễm bệnh, cách ly người nghi nhiễm virus được đánh giá là biện pháp phù hợp. Tuy thế, tờ báo cũng đặt ra vấn đề về việc Việt Nam cần phải lưu tâm đến trường hợp dịch có thể bùng phát trở lại. Tờ Đông Pháp có một bài phân tích thẳng thắn và toàn diện. Tờ báo gọi những gì mà Việt Nam đạt được trong chiến dịch chống lại COVID-19 là thực sự đáng ghen tị cho người Pháp. Có nhiều cách đặt vấn đề khác nhau, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong những bài báo này, nhưng tựu chung vẫn là sự ghi nhận trước những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống lại COVID-19. Nguyễn Mê Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, điểm báo từ Cộng hòa Pháp.